họ đại diện về mặt hữu hình để mà đang smooth out dịch cái tiếng Việt gọi là giống như cho chúng ta sàng lọc, giống như hạ cánh an toàn vậy đó. Là họ cũng một phần cùng với chư Thượng Đế, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên để mà giúp cho nhân loại qua đi cái thời kỳ sàng lọc. Tại vì cha hôm nay từ bi mở cửa địa ngục, mở cổng cho ma quỷ xuống trần, sống chung với nhân loại chúng ta rất là đông. Ở ngoài kia cái tiếng nói của Kiệt nói ít có người hiểu được là gì, họ chưa có đủ duyên đủ phước để họ hiểu, nhưng mà sau này họ sẽ hiểu. Thì người hành tinh là một trong những người tiếp tục để mà giúp chúng ta. Nếu mà họ hại, họ đã hại rồi. Lâu lâu á, có những cái cục đá khổng lồ nó bay vào trái đất của mình, không có gì hết bò qua sức mấy mà mình mới tồn tại được, biết bao nhiêu nó đụng vô. Bây giờ mình suy nghĩ nha, hồi xưa Apollo của Mỹ, chiếc đầu tiên là máy ta Apollo 11, nó lên có lần á lỡ biết luôn, mấy chục năm sau không dám lên nữa. Là gì? Đó là căn cứ của người hành tinh ở trên cái mặt trăng á, họ không muốn cho người lên nữa. Về mặt đời á thì những nhà khoa học họ biết nhiều, về mặt tâm linh thì chỉ nghe những chư thần, những vị Bồ Tát kể về việc nghe về những hành tinh. Tại vì khi đầu thai 9 tháng 10 ngày vô thân con người này thì quên hết, và từ từ á mình muốn biết cái gì á thì mấy vị mới nói cho mình biết, chứ mấy vị cũng không muốn lộ cơ nữa. Nhưng mà giờ mình muốn biết nhiều những cái sự thật mà con người ít có biết, thì chị là người hiếu kỳ, chị có cái danh sách những ngày đầu á, mười mấy năm gì trước. Thưa Phật, không thưa từ người mà trong đó có đủ gì hết, chuyện này như thế nào, và mấy vị mới ngồi giải thích cho mình biết. Ở trên trời dân ăn cơm sao, mấy vị cười. Ở trên trời nhà họ ở làm sao, cái là biết hết. Thì những gì chị kể trên mạng đó, thì có những cái khi mà ngồi nói chuyện chỗ này nè, cái đầu nó điểm nó vô mốt xanh vậy, thì nhớ nó kể cho vị nghe, đó là lời thật không à. Có người điểm chỉnh cũng có nhà nha, cũng có vợ chồng nha, mà chỉnh lạ hơn mình cái là đàn ông xanh cũng được. Tính người nào có thần thông cao á, gọi là có phước á, thì xanh ra được, gọi là quá xanh á, chứ không phải trên đất mình gọi là thai xanh. Mình đang nói về người hành tinh. Hành tinh á, họ rất là trật tự. Cái người thủ lãnh của họ gọi là president của cái trái đất, chứ không phải là president từ dùng nha. Họ rất là từ bi, tự nhiên cũng là con của Thượng Đế mà. Họ cũng có lối tu tập, họ cũng học Phật như mình vậy nè. Cho nên khi Phật giảng pháp ở trái đất của mình, Phật cũng giảng pháp ở cái hành tinh của họ nữa đó, chứ không có khác gì hết. Con người của mình thở ra ốc khí oxy thì mình có cái nghe nó âm thanh tứ đại đúng không? Còn họ thở bằng cái lỗi không khí của họ. Thí dụ như có những cái hành tinh mấy vị nói là họ thở bằng khí carbonic thì con người không có bị già, sống dài hơn. Rồi có những cái hành tinh, cái hành tinh của mình là bề trên chư Phật á, canh đúng cái góc độ của cái mặt trời và không xa hơn. Ví dụ mình nhích chừng nửa độ thôi là cái trái đất mình cháy rồi, hoặc là lạnh mình cũng chết. Thì bề trên á mới để cái trái đất của mình xoay đúng cái chiều như hiện giờ, và đồng thời đúng ngay cái góc độ xéo đó. Còn nếu mà xỉa thẳng như những cái hành tinh của họ là cái da của mình phải khác, cái da mình chắc cũng phải là giống như da cá sấu rồi đó. Cho nên cái trái đất này, nếu mà một con người mà không hiểu về tâm linh mà nghiên cứu về khoa học cũng phải quản hồn, không có thể nào cái đất này nó lucky mà nằm đúng cái tọa độ của nó, năm bốn mùa kiểu này được, tám mấy độ tới 50 độ. Đó là cái sự nhiệm màu.